Đã hơn nửa năm sau khi bé Hải An ra đi, mẹ bé, chị Nguyễn Trần Thùy Dương đã quay trở lại với công việc hàng ngày tại một ngôi trường mầm non trong thành phố. Ngôi trường này gắn bó với thời gian hè của Hải An rất nhiều. Ở đây có các con. Khi các con tiếp xúc với em vẫn nhớ rằng là Hải An từng mong rằng là mẹ tiếp tục những công việc liên quan đến chăm sóc trẻ. Cuộc sống của người mẹ trẻ đã thay đổi rất nhiều sau biến cố lớn, nhưng chị không cho phép mình gục ngã. Ngoài thời gian đi làm, chị còn dành thời gian để tham dự các buổi tọa đàm, các cuộc vận động xã hội để giúp nhiều người hiểu biết hơn về hiến tặng mô tạng. Em chia sẻ với họ là đôi khi những người đang khỏe mạnh như chúng ta chỉ làm một hành động nhỏ là đi đăng ký hiến tạng, thì cho những cái người mà họ đang bị bệnh ấy, một cái động lực, một cái sự chờ đợi. Câu chuyện bé Nguyễn Hải An hiến giác mạc đã khiến nhiều người từng có ý định đăng ký hiến mô tạng đi đến một quyết định dứt khoát. Cùng với một loạt các hoạt động truyền thông hiệu quả, từ tháng 2 năm 2018 đến nay, cả nước đã có thêm 6.000 người đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi chết não. Tổng số người đăng ký hiến tặng mô tạng sau khi chết não đến nay là trên 18.000 người. Tuy nhiên, để tiếp tục tăng nguồn hiến mô tạng, cần có sự vào cuộc của cả cộng đồng. Cái vấn đề hiến tặng mô tạng ấy, nó là cũng rất là mới, vì xã hội Việt Nam mình là xã hội kiến mà nó ăn sâu rất nhiều là chết toàn thây. Đấy là vấn đề rất là từ ngàn xưa rồi. Bây giờ để thay đổi cái định kiến đấy thì chúng tôi nghĩ là cần phải có sự truyền thông liên tục, chứ không phải là truyền thông coi như là theo từng đợt nữa. Vì là nếu mà theo từng đợt như vậy thì cái truyền thông nó chỉ bùng lên một thời điểm đấy thôi, mọi người có như là ủng hộ, sau đó một thời gian nó lại không có kinh phí để chạy truyền thông nữa thì nó lại chìm xuống, và cần có sự hỗ trợ của các ban ngành, nếu mà chính phủ hoặc nhà nước có điều kiện hỗ trợ cho vấn đề nặng mô tạng truyền thông này thì sẽ rất tốt. Bậc thang này vẫn là chỗ bé Hải An hay ngồi mỗi lần được mẹ cho đến lớp. Nụ cười và ánh mắt của bé vẫn sáng lấp lánh như những vì sao đi theo chị Dương suốt cả cuộc đời. Giờ đây, trong chiếc ví của chị, ngoài những tấm ảnh của con, còn có một chiếc thẻ hiến xác sau khi chết. Hãy ban tặng sự sống sau cái chết để cuộc đời được tiếp nối trong yêu thương.